vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình là Nơ Mơ Hạt đấy. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Díu nha. Thì sau khi thay đổi thì mình đã làm một clip đó là về Díu rồi. Clip này là clip thứ hai ở mùa 20 sau khi đó là Díu thay đổi. Thực sự thì bây giờ đó là Díu khó chơi hơn rất là nhiều so với trước. Lúc trước thì việc anh em tích điểm đổi tài chỉ cần đó là 3 điểm nhẹ nhàng thôi là anh em có thể sử dụng đó là chiêu hái một cách liên tục. Còn thời điểm hiện tại thì Díu đó khó chơi hơn so với trước một xíu. Kèm theo đó thì đòi hỏi đó là anh em phải tích được điểm nội tài kết hợp thêm. Là bây giờ chiêu hái thì sẽ bị khừng hơn một xíu, không còn đó là quá là nhanh như trước nữa. Thì tất nhiên rồi, có những điểm thì nó sẽ yếu đi, nhưng mà có những điểm thì nó sẽ mạnh. Thì ở clip này mình cũng sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Díu sau khi thay đổi. Kèm theo đó thì trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng Díu nha. Đối với Díu thì chắc chắn là việc đi rừng thì sẽ tối ưu nhất rồi. Thì pha này thì mình nhận thấy có một pha giáo tránh ở khu vực đường ta thân. Pha này thì có vẻ là tem bên địch đang thắng thế. Khi đi gánh thanh nhám đừng để lộ tầm nhìn. Ví dụ như pha này chẳng hạn, chắc chắn thì mình bắt được là butterfly tem địch rồi. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số một cách đó là dễ dàng. Bởi vì Díu mà bắt đơn mục tiêu level 4 thì quá là khỏe luôn. Đường ta thân thì mình gánh cũng thành công, nhưng mà rừng rồng thì tém bên đi cũng gánh thành công. 1-1. Bây giờ thì con ta thân xế giá cũng đáng khá là muôn nửa mới ra. Nên là bây giờ mình sẽ di chuyển lên rừng rồng nha. Mình nghĩ thì tém bên đi ổ pha này thì bị lộ tầm nhìn rồi. Vẫn đáng còn 2 giấy nửa mới hun tí. Nên là pha này thì chắc chắn thì phải cẩn thận. Và pha này thì sẽ lại tránh chấp này. Cậu rìa đó là băng chiêu 1 này. Láo vào băng này. Ồ thôi xong rồi, pha này tém địch đống đấy. Tầm này thì lượng sát thương của mình chưa đủ. Khi mà combo nhiều mục tiêu thì nó sẽ bị chia đám. Nên là pha đó thì không kết thúc được mục tiêu. Nhưng mà tem bên địch thì yếu máu hết. Nên là tem bên mình thì bảo phí tiêu đẹp đến thứ hai ra tế. Dầu sao thì một pha gọi là trao đổi 1-2. Vậy là cũng lời rồi. Bây giờ lại tiếp tục đó là phá một xíu thôi. Với Díu thì nói chung tầm 2 đô là được. 2 đô là một combo tiền một người. Đó là không có kháng phép máu giấy lên bảng điểm số là chuyện bình thường. Díu bây giờ thì anh em phải thay đổi đó lối chơi, đó là anh em không còn đó là vô vào bằng chiêu hái một cách đó là dễ dàng nữa, bởi vì anh em mà vô chiêu hái vào phạt thì anh em rất chi là khó để có thể rút ra, bởi vì việc bây giờ tích điểm nội tài thì khó hơn so với trước. Anh em bây giờ phải cấu rỉa bằng chiêu một trước cho mình này. Ví dụ như pha này chẳng hạn, mình cấu rỉa bằng chiêu một trước, sau đó khi đó mình mới láo vào đó là bằng chiêu hái đánh thương một phát, rồi sau đó sử dụng đó là chiêu cuối thì khi đó thì sẽ hiệu quả hơn. Pha này thì mình sẽ cướp bùa nha. Thôi pha này thì chắc có lẽ chắc cướp bùa thôi, chứ không làm được gì đó là rừng tém địch nữa. Bởi vì trước hồi đó là chiêu cuối mà, pha này thì nhận thấy đó là xạ thủ của tém địch đó đang lên khá là cao. Ăn được con rồng rồi thì pha này thì chắc có lẽ cũng phải lùi lại thôi. Chưa có chiêu cuối thì chưa thể hổ báo được. Với Díu có chiêu cuối thì sẽ hổ báo cực kỳ luôn. Còn chưa có chiêu cuối thì anh em phải cẩn thận dành cho mình, bởi vì chiêu cuối của Díu thì cực kỳ là quan trọng. Thực tế khi mà anh em dàn trước quen cái sự thay đổi này thì cảm giác hơi khó chịu khi mà chơi Díu. Còn nếu mà khi anh em quen rồi thì mình thấy Díu cũng rất chi là ổn, rất chi là mạnh á. Pha này thì nhận thấy là Butterfly có vẻ là đang lại tiến vào con quái này rồi. Pha này này, cấu rỉa bằng chiêu 1 này, láo vào bằng chiêu 2 này, đánh thương rồi sử dụng chiêu cuối này. Thì khi đó anh em sẽ hồi được chiêu 2 nữa và chắc chắn pha này thì hết chạy đến về từ vị trí của Butterfly rồi. Thì pha này đó là ăn luôn đó là con ta thân xế giá nhá. Ăn xong con ta thân xế giá này thì anh em thấy á, thì bùa sánh của tém địch đó là vừa xuất hiện. Và pha này mình sẽ sáng cướp bùa sánh của tém bên địch luôn này. Rồi, thôi pha này mình chỉ cướp bùa thôi. Ok,
cướp bừa phạt rồi rút lui một cách an toàn. Thì khi đi cướp thì anh em chú ý dành cho mình là anh em sử dụng chiêu một trúng cho mình mục tiêu, con bùa hoặc là tướng địch chẳng hạn. Rồi sau đó anh em mới lao vào bằng chiêu hai dành cho mình nhá, lao vào thì anh em đánh thương cho mình để có thể anh em hồi được một lần chiêu hai nữa để rút lui một cách đó là an toàn nhất. Bây giờ thì mình cướp được cuộc sánh của tém địch và mình nhận thấy là bùa đỏ của tém địch vẫn còn, thì pha này mình nghĩ là rừng tém địch đó là xẻ giá, đó là lại ăn con bùa đỏ. Thế là mình sẽ tiến tới núp đấy này, núp đấy chứ mình không ăn nhá. Đây anh em thấy chưa, chắc chắn thì pha này tu len lên bảng điểm số rồi. Mình mà có chiêu cuối thì combo chắc chắn là bốc hơi đến từ vị trí của tu len tém địch. Tu len cũng là một chất tướng sát thương phép đi rừng rất chỉ là mạnh ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà nói chung để đối đầu với Diu thì trừ khi tu len lên những món đồ thứ nhất, đó là có thể quả cầu băng sướng để áp lấy. Hai là tu len cực kỳ là sánh thôi, còn lại thì thực sự để đối đầu với Diu thì rất chỉ là khó, bởi vì bộ combo của Diu thì không phải bàn cãi nữa thôi. Và này thì giá tá tém mình bắn vào, nhưng mà cuối cùng thì mình tưởng ăn được Natalia tém địch. Nhưng mà không ăn được anh em ạ, Natalia tém mình thì rụt lui giá, bị đó là Butterfly ăn rồi. Pha này thì mình sẽ lên đó là đường trên này hỗ trợ tí nha. Không biết pha này thì có chơi được hay không này. Không cứu rừng, pha đó thì giá tá bay xấu quá anh em ạ, mình không cứu được nữa ấy. Thực tế thì pha đó Butterfly của tém đi cũng chằn đầu rồi, nên là chỉ là khó. Ô pha này kéo hay nè, mình có chiêu cuối luôn thì sử dụng luôn nha. Chạy đâu, chạy đâu. À, được, được, mình tưởng là quay trở về, ai dè là lùi lại. Thì đường nào thì cũng lên bảng điểm số thôi. Nói chung sử dụng chiêu một khép góc phạt, ai dè là tém bên địch, đó là xa thủ của tém địch thì lùi trở lại thì cũng bốc hơi, mà quay trở về thì dính đáo của mình. Vậy là đơn giản thôi. Thì nói chung chất tưởng Diu thì anh em bây giờ cần thay đổi đó là như thế nào. Thứ nhất đó là việc anh em bây giờ chiêu hai anh em phải tập trung làm quen, đó là bây giờ thì nó hơi khừng một xíu so với trước. Khi trước thì anh em sử dụng chiêu hai cực kỳ là nhanh, bây giờ thì hơi khừng một xíu. Nhưng mà mình nghĩ đó là cũng không phải là vấn đề quá lắm. Quan trọng nhất đó là bây giờ anh em lao vào mà không tích được điểm để có thể lao ra một cách an toàn thì rất chỉ là nguy hiểm. Nên là việc bây giờ anh em chơi thì phải biết đó là có chiêu hái để lao vào và có chiêu hái để rụt ra. Bây giờ đám của Diu thì sẽ to hơn so với trước nhá. Thì tất nhiên rồi, đám to nhưng mà nó cũng có điểm yếu của nó thôi. Pha này thì mình sẽ bắt đó Natalia luôn này. Bắt Natalia thì khá là dễ rồi. Nói chung chỉ cần là combo một phát thì Natalia đứng yên thôi. Những chất tướng đó là kèm cơ động thì Diu bắt cực kỳ là dễ. Còn bây giờ mà những chất tướng rằng đó là cơ động thì cũng khá là khó hơn một xíu. Thế thì hiện tại thì anh em có thể thấy thì Butterfly của tém địch mình thấy đó là sai ở đường giữa. Mình nghĩ là nó sẽ di chuyển qua đấy, mình sẽ chặn đầu nó nha. Rồi sử dụng chiêu một cấu rìa này, tế tải làm chậm một phát này. Pha này mình đang còn chiêu cuối, sử dụng luôn chiêu cuối để né đám và tiền Butterfly lên bảng điểm số. Cách mà để anh em chơi tốt và leo rank hiệu quả thì anh em hãy chú ý map nhỏ dành cho mình. Khi anh em đó là để ý map nhỏ thì biết là tém địch di chuyển như thế nào, và trong đầu anh em định hướng à, tém bên địch có lẽ là về đẹp đăng lính này, cũng giống như đó là suy nghĩ của mình vậy. Lấy từ suy nghĩ của mình mà đoán hướng đó là di chuyển của tém địch thì khi đó thì anh em sẽ chơi đó là tốt hơn. Diu thì ở bản cập nhật mới nhất đó là cách đấy đó là 2 ngày thì cũng được đó là tăng sức mạnh khi mà giảm thời gian hồi chiếu của chiếu phóng đáo. Thực tế thì qua đó thì giúp đó là Diu sử dụng đó là chiếu sẽ tốt hơn và nhiều hơn. Mình nghĩ là cái đó thì cũng là đúng thôi, bởi vì Diu sau khi thay đổi thì phải như vậy thôi. Bây giờ thì anh em thấy thì đòn đánh thương để từ Diu, đòn đánh nội tài á thì đám cực kỳ là to luôn nhá. Đám phép lên đến 3-4 nghìn. Giai đoạn cuối game thì có thể lên đến 5-6 nghìn đám phép là chuyện bình thường. Ok, pha này thì thấy sai xạ thủ tém địch này, lao vào luôn này. Ồ, pha này thì anh em thấy thì tém bên địch đó là xạ thủ có tốc biến nên là chạy được. Thì điểm yếu của Diu thì anh em thấy rồi, gặp những chất tướng cơ động mà anh em chưa tích được điểm nội tài á, mà anh em lao vào sử dụng chiêu cuối luôn. Với cái tốc biến, những cú đó là bãi nhảy thì có thể thoát ra một cách dễ dàng, bởi vì Diu bây giờ không còn khả năng cấm lăng nữa. Nhưng mà khi anh em tích được điểm rồi thì khá là ok. Và pha này thì ăn được màng của Butterfly tém địch rồi. Hết chiếu thì anh em lại quay trở lại và cấu rỉa bằng chiêu 1 dành cho mình.
cảm thấy ổn thì lao vào đón bằng chiều hai. Pha này thì vùng diệt củi của Richter thì khá là nhiều sát thương, tiền ở một người có té mình lên bảng điểm số rồi. Nói chung thì vì tướng nào cũng vậy, anh em đó là sau khi thay đổi thì phải tập làm quen thôi, kể cả Diêu hay là các vị tướng khác cũng vậy anh em ạ. Sau khi thay đổi thì mình cũng phải tập làm quen nó để có thể chơi một cách là tốt nhất thôi. Thực tế Diêu bây giờ thì cũng khá ít là người sử dụng rồi, không còn đó là giống như trước nữa, bởi vì lúc trước thì sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều, tích nội tài, bay nhảy rồi khả năng đó là chiêu hại thì không bị khừng nữa. Điểm yếu của Diêu đó là tem Endic có thể đó là lên thêm những món đồ theo thiên hướng, đó là khắc chế Diêu, ví dụ quả cầu băng sương này, rồi giáp hồ mệnh hay là liềm đoạt mệnh, hoặc là nhám thuận. Những món đồ theo thiên hướng đó là bổ trợ cực kỳ là khắc chế, bởi vì Diêu khi mà hit đó là ulti một phát thì cũng khá là khó, cũng khá là khó để ăn được tem Endic bởi vì máu thì rất chi là dày. Không phải là mình nói là đám đến từ chiêu 2, đám đến từ đó là sát thương nội tài, đám đến từ đó là chiêu 1 bé. Nhưng mà quan trọng nhất anh em không còn khả năng né đám nữa. Pha này thì mình sẽ bắt Butterfly luôn này, chạy đâu bạn ơi. Chắc chắn thì pha này Butterfly lên bảng điểm số rồi, sử dụng chiêu 1 phát lượt chiêu 2, một phát lên bảng điểm số nhẹ nhàng. Anh em thấy thì pha đó tại sao mà mình combo đó là Butterfly tem địch không lên bảng điểm số. Bởi vì Butterfly tem địch đã đóng cho nó đó là huấn chương trói kháng phép rất chi là sớm rồi. Chỉ mới lên được đó là đôi danh kiến cương và cái đó là thương lóng thì Butterfly tem địch đã đóng ngay cho nó đó là cái huấn chương trói rồi. Vì thế thì anh em có thể thấy thì mình phải combo đến 2-3 nhịp mới có thể bắt được Butterfly. Thì chắc chắn rồi, khi mà nó lên đó là huấn chương trói sớm như vậy thì khả năng đó là đã gây đám vào đó tem bên mình thì sẽ hạn chế rất là nhiều. Và này thì mình sẽ ra chặn đầu tem địch này lên bảng điểm số 1 người này. Và chắc chắn thì pha này xà thủ tém đi cùng lên bảng điểm số thôi. Ăn được cái màn chấm dứt 11-1. Trận đấu này thì thực sự đó là lượng đám của mình tốt rồi anh em ạ. Gặp ai là người đó đó là có lẽ là cùng khiếp ấy. Bởi vì hiện tại thì bây giờ mình combo ai là người đó lên bảng điểm số liên. Một phát kéo chuẩn xác đến từ đó là Grak nữa. Pha này bắt luôn này, thích thì bắt luôn. Đừng có cho nó chạy anh em ạ. Này thì chạy đâu. Sử dụng chiêu một phát nữa. Và tiền đó là Richter của tem địch lên bảng điểm số. Trận đấu này thì tem bên mình có Grak kéo mấy phát cực kỳ là hay luôn. Hết ván anh em mình đi tem 5-0. Thì thực sự thì trận đấu này thì mình cũng đang đi đơn nhá. Nói chung thì đi tem thì cũng được thôi anh em. Ví dụ anh em đánh tốt á, mà anh em dành thời gian rảnh đó thì anh em có thể gặp ai đánh tốt thì người ta đó là kết bàn đi chung cho nó vui. Thứ nhất là vui, thứ hai đỡ trường hợp phá game đi. Bởi vì hiện tại ôi 6-6 đám luôn anh em ơi. Ô ảo thế. 6-6 đám phép. Quá là ảo, đám quá là ảo đến từ vị trí của Diêu luôn. Đám đến từ đòn đánh thương nội tài cực kỳ là mạnh luôn anh em ạ. Hơn 5k đám phép luôn. Kiểu đám to mà nó nổ giống như chỉ màng luôn anh em ơi. Ok, pha này thì thấy có một pha giao tránh này. Bắt đi quả cầu bắn sướng, mất quả cầu bắn sướng rồi thì có mai chạy lên quân. Rồi, cầu rìa tiếp này, bắt luôn. Pha này thì chắc có lẽ mình cũng phải lùi lại thôi anh em ơi. Vẫn đáng con ở giáp hồ mình, bán giáp hồ mình lên liêm đoạt mình. Và pha này thì chắc chẳng thể bên mình giáo tránh đó thành công rồi. Bắt luôn đó là hai người này, chạy đâu bạn ơi. Đáng con một lần lượt này này, có ulti rồi, ulti để nẻ đám này. Tiền đó là hai người, ba người và cuối cùng thì bốn người có tém địch lên bảng điểm số khá là dễ dàng. Bây giờ thì ra đường rửa luôn anh em ơi. Mình có ulti và thì chơi luôn được nè. Có một đường lính siêu cấp rồi. Nhưng mình nghĩ để kết thúc được trận đấu thì cũng khá là khó. Bởi vì anh em thấy thì thể lính chưa ủng hộ. Tém bên địch thì cũng gần xuất hiện rồi. Ôi, Grak hụt hơi sớm rồi. Thế này thì không kết thúc được rồi anh em ơi. Lượng đám của mình gây vào trụ thì rất chỉ là hạn chế. Pha này thì chắc có lẽ ăn được rồi là Butterfly này. Lên bảng điểm số. Ôi thôi xong rồi, xà thủ tém mình đó là dính choáng rồi. Nhưng mà rất may thì cũng rút ra được. Thôi lùi bạn ơi, chắc có lẽ là vẫn chưa kết thúc được trận đấu. Thì lùi ra đoạn này để lấy trụ thôi.
Ok, pha này thì bắt xạ thủ của Tem Đích trước này. Chạy đấu, ô pha này mình vẫn dính trường kia. Hơi sớm anh em ơi, mình vào hơi sớm một xíu và cuối cùng thì lỡ mất một nhịp. Flo Tem Minh sao vậy? Flo Tem Minh đang đứng múa kia. Đừng nói áp cá là mệt rồi nhá. Thôi xong rồi, giai đoạn cuối game phút thứ 15 mà áp cá là mệt đó. Mình chát rồi là Flo chiều luôn anh em ơi. Đừng có chủ quán á. Mất màng, sorry. chịu rồi. Nói chung những trường hợp này thì cũng bất lực luôn anh em ơi. Bởi vì sao? Bởi vì nói chung thì ai cũng có đó là gặp sự cố. Đó là trong khí chơi mà. Nên là điều đó thì cũng không thể tránh khỏi được. Đến thì chịu thôi, chịu việc làm sao được. Nhưng mà có lẽ là Flock cũng vào rồi nên là cũng không vấn đề gì lắm. Nhưng mà giai đoạn V6 mà áp cá phạt được là khó chơi nha. Tém bên địch thì giai đoạn cuối game cũng rất chỉ là mạnh nữa. Với Diu thì điểm yếu đó, giai đoạn cuối game thì cũng không phải là một chất tướng quá là mạnh mẽ nữa, đặc biệt là trong những pha combat tổng. Về phần trang bị dành cho Diu thì mình sẽ sử dụng bộ trang bị như sau. Đầu tiên thì món đồ rì rừng. Sợ cháu sạt thương phép. Ôi thôi xong rồi. Pha này sử dụng chiêu cuối để né cái đàn thân quáng đến từ La Vĩ. Nhưng cuối cùng thì tém bên địch đống quá anh em ơi. Vẫn đáng con ở giáp hồ mình, bán lên đêm đợt mình. Nhưng mà chắc có lẽ là pha này cũng không thể rồi chạy nổi rồi. Tém bên địch tập trung bắt mình rất chỉ là đông luôn. Liệu tém bên mình lại có chơi được hay không? Flo, mùa luôn đi. Dây mùa đi. Và cuối cùng thì Flo không mùa nổi rồi. Ông Flo chưa ăn được màng nào cả kia. Không bốn, bẹt phơ ló rồi. Cắn nha. Tém bên đi cẩn thận là nó lật keo ấy. Mình thì đang còn 8 giấy nữa ra, chắc có lẽ kịp anh em ơi. Rất may thì giá tà tém mình không trúng cái đàn thân quáng á. Đợi mình xíu, mình ra đây rồi. Chơi được. Anh em đâu? Rồi, pha này chơi được anh em ơi. Mình có chiêu cuối rồi này. Chạy đâu, bắt Natalia đã anh em ạ. Pha này thì bật quả cầu băng xương. Mình dí quả cầu băng xương không được anh em kia. Follow pha này, ăn đi bạn ơi. Hay quả bạn ơi, pha đó mình dí quả cầu băng xương không được luôn á. Mình tưởng là cho nó an toàn, bắt đi quả cầu băng sướng rồi đuổi theo. Ai dè là bốc hơi luôn anh em ạ. Toang. Cuối cùng thì tém bên đích đó là lấy được lại lợi thế, nhưng mà cũng không sao cả anh em ơi. Với đó là con rồng phụt thứ đó là 15, nhưng mà vẫn chưa win được một đường lính siêu cấp. Vậy là tém bên mình cũng thành công rồi. Đang nói về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ đó ra. Đầu tiên thì món đồ đi rừng này, tiếp đến đôi giày này, tiếp đến thì sẽ lên cho nó xuyên tâm lệnh. Sau đó thì lên cho nó đó là vương miền, gia tăng công phép, rồi quyền trường có khả năng hút máu. Có thêm lớp giáp khi thấp máu nữa. Cuối cùng thì giáp hồ mệnh. Hết giáp hồ mệnh thì đổi lên liêm này. Hết liêm thì đổi đó là quả cầu băng sướng này. Còn về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là má chú nhá. Với má chủ thì giúp đỡ là khả năng nổ đám tốt nhất rồi. Pha này thì bắt này, chạy đâu bạn ơi. Pha này thì Natalia đã sử dụng quả cầu băng sướng để có thể né đám được anh em ạ. Nói chung thì những món đồ khắc chế díu khá là tốt. Nhưng mà chắc có lẽ tém bên mình thì combat cũng khá là ok rồi. Hái đổi hái rồi, pha này xạ thủ tém mình vẫn đang giảm hồi sinh. Thì pha này thì mình sẽ lại tiếp cận một xíu, liệu có bắt được xạ thủ tém địch hay không. Vẫn chưa bắt được xạ thủ tém địch, vẫn chưa kết thúc được trận đấu anh em ơi. Nhưng mà thế lính thì vẫn đáng ủng hộ tém bên mình. Liệu pha này thì có kết thúc được trận đấu hay không nè. Mình thì đang on ulti nha. Pha này thì có ulti thì cấu rìa, được tiền thì cấu rìa này. Tốt nhất thì bóc lớp giáp đó là đến tư huấn chương trói. Ôi xạ thủ tém đi cùng lớn hình chương trói luôn. Ok, pha này bật quả cầu băng sướng để né đám này. Né hết đám rồi thì quay trở lại đó là sử dụng chiếu này. Tiền hai người tém địch lên bảng điểm số. Ba người của tém địch lên bảng điểm số luôn. Thì anh em thấy thì tém bên đích giai đoạn cuối game đóng cực kỳ là nhiều kháng phép, nhiều huấn chương trói luôn. Kể cả đó là La Vi thì cũng đóng huấn chương trói nữa.
Nếu là lượng đáng phép của mình vào thì sẽ hạn chế hơn một xíu, nhưng không sao cả anh em ơi. Dầu sao thì trận đấu đó là cũng kết thúc rồi. Về bảng ngọc dành cho Diều thì mình khuyến khích anh em sử dụng bảng ngọc cho mình như sau: ngọc đỏ 1 viên chỉ mang, 9 viên công phép và xin giảm phép; ngọc tím 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên công phép và hụt màu phép; và ngọc xanh tốc đánh và xin giảm phép. Và thật may thì trận đấu này là cũng không mất chuỗi này anh em ơi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.